Thưa quý vị và các bạn, thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ, cây nêu chảng pháo bánh chưng xanh, câu thơ trên đã khái quát toàn bộ nét đẹp truyền thống văn hóa của người dân Việt Nam ta từ xưa đến nay. Tuy nhiên, do sự phát triển của xã hội, nét đẹp truyền thống văn hóa đó đến nay đã dần bị mai một. Hình ảnh người lớn tất bật chuẩn bị gói bánh chưng và trẻ em thì háo hức chạy xung quanh chờ đón bánh chưng vào chiều ngày 30 Tết đến giờ chỉ còn là ký ức. Và ngày hôm nay tại sân trường tiểu học Vĩnh Khê, nhằm giáo dục truyền thống văn hóa cho các thế hệ trẻ và tái hiện lại những hình ảnh mang nét đẹp truyền thống văn hóa đó, các thầy cô giáo đã tổ chức hội thi xôi ngũ sắc bánh chưng xanh ấm tình ngày Tết. Hoạt động này đã thu hút được sự hưởng ứng tham gia của đông đảo các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh. Chúng ta hãy cùng hòa vào không khí của hoạt động thiết thực này, hoạt động ý nghĩa và mang đậm nét truyền thống văn hóa của dân tộc các bạn nhé. Hoạt động gói bánh chưng xanh xuân Quý Tỵ được bắt đầu bằng màn biểu diễn chống hội rất sôi nổi và cùng với đó là những tiết mục văn nghệ đặc sắc do các em học sinh nhà trường biểu diễn. Với cán bộ, giáo viên và các em học sinh trường tiểu Vĩnh Khê, đây là một hoạt động rất có ý nghĩa bởi giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc bằng hình thức trực quan như thế này sẽ để lại rất nhiều ấn tượng trong lòng các em học sinh. Với các em, việc gói bánh chưng có vẻ rất lạ lẫm, những ánh mắt đầy vẻ tò mò, thích thú. Nếu như ngày xưa thì ở lứa tuổi của các em chỉ biết háo hức chơi đùa, chạy nhảy quanh ông bà bố mẹ mỗi khi họ gói bánh chưng. Nét truyền thống đó của dân tộc đã có từ hàng ngàn năm nay, cứ mỗi độ Tết đến, xuân về. Theo từ điển và cũng theo quan niệm phổ biến hiện nay, cùng với bánh dày, bánh chưng tượng trưng cho quan niệm về vũ trụ của người Việt Nam, bánh có màu xanh lá cây, hình vuông được coi là tượng trưng cho đất trong tín ngưỡng của người Việt. Gói và luộc bánh chưng, ngồi canh nồi bánh chưng bên bếp lửa đã trở thành một tập quán văn hóa sống trong các gia đình Việt Nam mỗi dịp Tết đến xuân về. Với những người có tuổi, từng trải qua Tết xưa, thường nhớ về Tết cổ truyền với những chiếc bánh chưng được lựa chọn cầu kỳ từ chiếc lá dong, hạt nếp cái hoa vàng, đỗ xanh cho tới lạt tre. Nồi bánh chưng gợi lại cho họ kỷ niệm khó quên về một thời khó khăn, thiếu thốn. Với nhiều thế hệ, bánh chưng là niềm hân hoan của ngày Tết sum họp đoàn tụ. Những chiếc bánh chưng đẹp, đầy đặn, vung thành ra cạnh được dành riêng để bày bàn thờ cúng ông bà tổ tiên, bánh nhỏ gói riêng cho trẻ con như món quà đầu năm. Truyền thống vẫn còn đó, nhưng dường như không còn mấy nguyên vẹn. Công cụ để nấu chiếc bánh chưng ngày nay có nơi có chỗ bị thay thế bằng nồi áp suất hoặc lửa ga. Dù sao thì Tết đến xuân về, hình ảnh những chiếc bánh chưng vẫn nhắc nhở mỗi người chúng ta về giá trị dân tộc truyền thống. Thời nay, những nguyên liệu làm bánh chưng vẫn vậy, vẫn gạo nếp, đậu xanh, nhân thịt, lá dong. Bánh muốn ngon thì phải chuẩn bị nguyên liệu thật chu đáo, gạo ngâm thật kỹ, đậu xanh đồ vừa chín tới, thịt có cả nạc, bì, mỡ, ướp đủ gia vị, gói xong phải luộc ngay bánh mới xanh. Thưa quý vị và các bạn, Tết đến xuân về, hình ảnh những chiếc bánh chưng lại gợi cho chúng ta nhớ về những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc. Bánh chưng gợi nhớ ngày Tết hay ngày Tết gợi nhớ bánh chưng, sự hòa quyện ngẫu nhiên đó đã trở thành một trong những nét đẹp văn hóa tiêu biểu của dân tộc Việt Nam ta. Đối với người lớn thì việc gói bánh chưng có vẻ dễ dàng và đơn giản. Tuy nhiên thì cũng với rất nhiều người, việc gói bánh chưng thì cũng không đơn giản chút nào, đặc biệt là đối với các em học sinh. Tuy nhiên thông qua hoạt động ý nghĩa và bổ ích này thì sẽ giúp cho các em có thể hiểu được và biết được những cái nét đẹp văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam ta từ xưa đến nay. Bây giờ chúng ta hãy cùng trò chuyện với các em nhé. Em có cảm nhận như thế nào về cái hoạt động mang đầy ý nghĩa truyền thống như thế này? Em thưa cô, em thấy hoạt động này rất vui và có ý nghĩa đối với những người học sinh như chúng em. Em thấy việc gói bánh chưng có đơn giản không? Em đã được xem rất nhiều lần cha mẹ gói bánh chưng ở nhà và thấy công việc này rất khó chứ không đơn giản. Theo phong tục người xưa, gói bánh chưng này thì là một nét đẹp không thể thiếu vắng trong ngày Tết. Hôm nay trường tiểu học Vĩnh Khê tổ chức gói bánh chưng cho các cháu, là mục đích là để cho các cháu nhớ lại cội nguồn. Tôi là phụ huynh của các cháu ở trường nên tham gia nên tôi cảm thấy rất là vui. Chương trình hoạt động này của trường tổ chức là rất là ý nghĩa cho các cháu và cho cả phụ huynh rất là vui. Rất nhanh, chỉ sau khoảng 1 giờ đồng hồ, với sự chuẩn bị chu đáo của các vật liệu, sự khéo léo của bậc phụ huynh, của các cô giáo, hàng chục chiếc bánh chưng vuông vắn, xinh xắn đã hoàn thành trong niềm thích thú của các em học sinh, thế hệ mà gần như lần đầu tiên trong đời mới cảm nhận được thế nào là gói bánh chưng ngày Tết. Những hình ảnh này chắc chắn sẽ là ấn tượng khó phai mờ trong ký ức của các em trong suốt cuộc đời. Tết cổ truyền và hình ảnh những chiếc bánh chưng xanh mãi là nét đẹp truyền thống của văn hóa dân tộc Việt.